Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của tôi Việt Nam. Thì nội dung video ngày hôm nay mình đi quay cho mọi người vườn hoa hồng cổ nhung, hay còn gọi là hoa hồng nhung ta. Đó, đây hoa hồng cổ nhung này, một trong các dòng hoa mà không bị ảnh hưởng bởi bất cứ một điều kiện thời tiết nào, nắng, lạnh, rồi là nhiệt độ cao, độ ẩm cao. Thì dòng hồng nhung vẫn ra hoa như bình thường. Dòng này thì ra hoa quanh năm, Bắc Trung Nam đều trồng được. Tất cả các cái dòng hoa hồng thì đều ra hoa quanh năm. Còn ra hoa nhiều hay ít thì sẽ phụ thuộc vào cái điều kiện thời tiết, cái cách chăm sóc của chúng ta mà cây sẽ cho ra nhiều hoa hoặc là ít hoa. Đó, đây hoa hồng cổ nhung. Thì hoa hồng cổ nhung là dạng hoa đơn. Đó, lở từng bông một, bông một, bông một. Cánh thì là cánh kép. Đó, thì hoa rất là thơm. Đó, cái cỡ bông thì từ 5 cho đến 8 cm. Độ bền hoa từ 3 cho đến 5 ngày. Đấy, độ lập hoa từ 4 cho đến 6 tuần. Giờ màu của hoa là màu hồng đỏ, là màu đỏ. Đó. Màu sắc hoa thì đậm hay nhạt còn tùy thuộc vào cái điều kiện thời tiết và độ ẩm. Nếu độ ẩm cao thì sắc hoa sẽ nhạt hơn một chút, và độ ẩm và nắng nhiều, độ ẩm thấp thì sắc hoa sẽ đậm hơn. Còn những cái mà đen đen như vậy thì là những cái cành chiết, cành chiết. Dòng này thì hoa thì rất là sai. Vườn hoa thì cũng mọi người có thể thấy này, lộc này, lụ ở vườn hoa rất là nhiều. Dòng này thì chăm sóc để mà nhân giống thì khá là nhanh. Bởi vì đâm chồi lấy mầm thì rất là khỏe. Đó, cây mà nhưng mà đổi lại thì cái dòng này thì tạo tán nó rất là lâu, bởi vì là nó theo cái xu hướng là nó vươn lên. Hoa hồng cổ nhung có xu hướng là vươn lên nhiều hơn là các cái dòng hồng khác. Đó, nên là khi mà muốn cái tán nó to và tán nó rộng thì mọi người phải gò tán đây này, đây có thể mọi người phải gò tán đây này. Đó, gò tán hoặc là phải chăm sóc thật nhiều các cái nớp hoa, thì hết nớp hoa này, hết nớp nọc này tới nớp nọc khác thì cây nó sẽ ra được nhiều tán, nhiều cành, nhiều dăm chi hơn, thì cái tán nó sẽ to hơn. Đó. Còn các cái dòng hồng cổ nhung này thì có cái xu hướng là vươn cành nhiều hơn. Đó, mọi người nhìn chưa? Đây này, sẽ phải cắt sâu ra một chút để nó sẽ ra nhiều tán hơn, nhiều tán hơn. Sau này mình sẽ căn chỉnh, mình cắt tỉa làm sao để cho cái tán nó đều. Thứ hai là để nuôi tán nó rộng ra một chút. Dòng hoa này thì rất, theo mình thấy thì rất là thơm, cực kỳ thơm. Nhưng mà cái độ bền hoa của nó chỉ được 3 tới 5 ngày thôi. Và cái điều kiện mà gió như vậy, đấy, điều kiện mà gió to như vậy thì chỉ được tầm 1 đến 2 ngày là hoa đã tàn rồi. Đó. Dòng hồng cổ nhung nó như vậy. Nhưng mà còn một cái ưu điểm của cái dòng cổ nhung này là sinh trưởng phát triển cực kỳ khỏe, dễ chăm sóc. Hầu hết các bác mới chơi thì thường lên chơi các dòng hồng cổ như là hồng đào, hồng cổ nhung, hồng bạch xếp, hồng cổ Huế, hồng Quế Son, hồng cổ Sapa. Chúng ta lên chơi các dòng hồng cổ như vậy thì cây nó thứ nhất là cây nó khỏe, thứ hai nó đã thích ứng với điều kiện thời tiết của ba miền Bắc Trung Nam rồi. Còn một điều nữa rằng là cái cách chăm sóc của các dòng hồng cổ này nó không cầu kỳ như các cái dòng hồng khác, nên những cây bác mới chơi thì cũng có thể là chăm được các cái dòng hồng này. Đó, đây hoa đây. Dòng này thì rất là thơm, và một cái điều nữa là sinh trưởng phát triển cực kỳ khỏe. Khi dù là dạng đất như vậy hay là các cái dạng bịch thì đều khỏe cả. Nhưng thường những cái dạng đất như vậy thì sẽ nuôi thân nhiều hơn, là để nuôi thân và nhân giống nhiều hơn. Bởi vì khi mà ở cây được ở dưới đất này, nó sinh trưởng phát triển nó khỏe hơn rất nhiều so với các cái cây ở trên chậu. Và nó ra cành dăm chi nhiều như vậy thì chúng ta có thể chiết cành này, nhân giống này,
và vừa như chiết cành vừa nhân giống, mà cái cây và cái thân chúng ta nuôi lại còn nhanh lớn nữa, vừa được gọi là hai ba yếu tố liền trên một cái ruộng và dạng đất. Còn những cây mà đã được lên chậu và diện bịch rồi là những cái cây mà có thể đi giao lưu thì nó chỉ được là hạn chế là cái dạng bịch ý, thì về chúng ta có thể trồng luôn. Còn mà những cái nhưng mà chúng ta lại không nhân giống được những cái dòng đấy, bởi vì chúng ta đã cho lên bịch rồi thì cái diện tích của cây ý, cái diện tích bộ rễ của cây nó sinh trưởng phát triển nó chỉ có cái giới hạn nhất định thôi, nó không được nhiều như ở ngoài tự nhiên và ở ngoài ruộng đất như vậy. Thì cái dòng ở trên bịch thì không nhân giống được đó. Còn bởi vì nó rất là lâu ra các cái cành, các cái tán mà chúng ta lại còn nhân giống nữa thì cây nó rất là lâu lớn đấy. Còn với cái dạng mà ở dạng đất như ở ngoài tự nhiên như vậy thì nó sinh trưởng phát triển cực khỏe, mình nhân giống nó cũng dễ này, mình nuôi thân nuôi cành nuôi tán nó cũng dễ nữa đó. Nên là chúng ta có thể rằng là mình nhân giống được với hoặc là nuôi cây ở cái dạng đất như vậy đó. Đây là dòng hồng cổ nhung, hoa thì rất là đẹp luôn. Trong các dòng hồng cổ thì hồng cổ nhung mình thấy là hoa rất là đẹp đó. Và nó là cái dòng vừa chế sắc vừa chế hương, thơm nhất trong các cái dòng hồng cổ đấy. Cái dòng hồng đào cổ cổ Huế Quế Son là bạch xếp mà bạch hoa điều cổ nó không thơm bằng nó đâu đó. Không thơm bằng nó đâu. Thế các cái dòng hồng kia mà nói về độ thơm thì dòng hồng cổ nhung nó chớp một mắt đấy, thơm chưa đấy, thơm lắm đấy, thơm nừng luôn. Người thấy chưa? Cái dòng này thì nó có cái xu hướng là nó có các cái cành các tán nó có xu hướng là vươn lên nhiều hơn là nó ăn ra hai bên. Mọi người nhìn chưa? Bởi vì nó là cái bông đơn. Nó bông đơn thì thường thường rằng là mình thấy rằng là cái bông đơn nó có cái hiện có mình thấy rằng nó vươn cành lên cao nhiều hơn. Thì chúng ta ví dụ sau này muốn cắm cành tại các cái nọ hoa gì đấy, nó bông đơn mà. Đấy, có thể cắt đây này. Nó cái vươn cái độ vươn nó nhiều hơn đấy. Độ vươn lên cao nhiều hơn. Còn ra cái độ tán thì chúng ta phải cắt tỉa thật cẩn thận. Và mình tạo tán cho cây thì cái tán nó mới nhanh to, với cả cái tán nó rộng nó nhiều. Chứ còn mà cứ để cây cho nó thông rong như này, để nó ngoài tự nhiên như này thì nó cứ vươn lên thôi. để tạo được cái tán 1 mét này, phải mất rất nhiều thời gian đấy. Chứ không phải là dễ đâu như các dòng hồng khác đâu, như hồng Sapa, hồng đào, hồng bạch xếp, hồng điều các thứ. À, tạo tán nó cũng dễ, là nó cứ tán là nó nhanh ra. Còn cái dòng này nó cứ đi lên lên này, lên này, cứ vươn cao, nó vươn cao đi. Mà đã vươn cao cao quá thì mình lại phải cắt đi cắt ngắn lại hoặc là nhân giống. Đấy, như một cái cành cao này mọi người nhìn thấy không? Đây là một cành cao này. Cao rồi, chiết hai phát luôn, đều phát. Chiết đây một cái này. Đó, trên kia một cái này. Đấy, thành ra chiết hai. Cành nó cao, nó cứ cao 1 mét này. Dòng cái dòng hồng cổ nhung này á, nếu mà để nói mà làm về bên thoát thân rất là nhanh, nhanh nhất trong các dòng hồng cổ. Đây, những cái vành mọi người thể thấy những cái cành vươn cao rồi nhá. Đây, chiết một cái thì có phải lại tự nhiên lại có một cái cây hoặc là một cái cành chiết tầm 1 mét. Đây, làm thoát thân nó dễ. Và một điều lưu ý vào cái mùa hè này mọi người là nó gió riết là như sau các cái trận trước các cái trận mưa thì nó thường hay rông gió. Mọi người cố gắng là có các cái cọc, các cái trụ để chúng ta cố định cây lại, tránh cái dạng mà cây nó bị gió giật hoặc là quật đổ. Đấy, nó quật đổ trong các cái quá trình mà cây nó sinh trưởng, trong cái quá trình mà mưa gió nó tạt vào cây nó cũng bị quật đổ hoặc nó văng vật, nó gãy cành gãy tán, nó uổng phí cây chăm một cây cũng khá là mất nhiều thời gian. Thường người chăm dù là ở trên chậu hay là dưới đất thì vẫn cứ phải có cọc. Đấy, thứ nhất là cố định cây lại, thứ hai là tránh tình trạng nó những cái hiệu những cái nó phát sinh thêm trong do cái điều kiện thời tiết hay là môi trường. Đấy, mình hạn chế được bao nhiêu thì cây của chúng ta nó khỏe bấy nhiêu. Ông cổ nhung này thì các bác cứ chăm trồng thoải mái đâu. Cái dòng này nó bị dẹp sáp nó bị bọ trĩ nhện đỏ, nhện xanh với cả sâu nó ít đó. Nhưng mà riêng cái dòng này thì dẹp sáp lại khá là nhiều, dẹp sáp khá là nhiều. Vào cái mùa này thì những cái bệnh như thế nó ít, nhưng đổi lại thì cái sâu nó vẫn sinh trưởng phát triển bình thường nhé. Sâu cuốn lá, các cái dòng sâu ăn
sâu hại ăn mầm non này nó vẫn sinh trưởng phát triển bình thường. Mọi người vẫn phải phun định kỳ từ 10 cho đến 15 ngày một lần để tránh tình trạng nó bị sâu cuốn lá, nó ăn lá của những cái hoa ấy. Nhìn thứ nhất là nó xấu, thứ hai là nó làm ảnh hưởng đến cây cành, các cái tán này có những cái lá thì nó quăng để nó quăng hợp, sâu nó ăn mất thì quăng hợp kiểu gì. Thì cũng qua đây là cũng giới thiệu cho mọi người hoa hồng cổ nhung. Các bác nào mà cần hoa hồng cổ nhung trong bộ sưu tập hoa để tặng các bạn bè, các cái người thân trong gia đình, hoặc là tặng cho cơ quan xí nghiệp làm việc, thì có thể liên hệ qua số điện thoại và Zalo mình để ở dưới phần mô tả nhé. Đó. Thì không những cái hồng nhung này, mình còn rất nhiều các cái dòng hồng cổ khác thì mọi người có thể là liên hệ, thì mình có thể giao lưu được cho mọi người. Đó. Đây là form hoa hồng cổ nhung này. Đây, form hoa hồng cổ nhung này. Đấy, đẹp luôn. Rồi, video này cũng xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Chào mọi người nhé. Cũng cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu của mình để theo dõi video. Chúc mọi người cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe, may mắn, gặp và thật hạnh phúc. Rồi, chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Hoa hồng cổ nhung đấy.